Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exeter 1/10 nâng cấp cực chất với rất nhiều món đồ chơi đến từ hãng Health UK. Các chiếc Exeter 1/10 độ hôm nay đến từ Baker Mã Lai dường như đã được nâng cấp toàn bộ, gây ấn tượng người xem với một cái dàn chân gọn nhẹ bắt mắt. Đi kèm với đó hàng loạt những cái trang bị cực chất như phục hành trình ngược, con dầu. Điểm nhấn chính chính là cái bộ phanh hiệu đến từ là Health UK. Tay thắng Hales mức giá ngoài 6 triệu, thiết kế nổi bật cạnh tranh cùng các thiết bị nổi tiếng khác trong cùng một khúc. Mẫu tay này có cái nấm chỉnh khoảng cách tay thắng nhưng thiếu đi chế độ chống gãy. Mình thích nhất là tận dụng con dầu chiếc xe nhưng vẫn muốn tận dụng cái cùng Hales cho toàn bộ hơn. Điều tiếc một điều là phần tay con Hales hiện chưa có sản phẩm, nên buộc lòng người chủ phải mua một cái cụm thắng nữa để tận dụng làm cái tay con dầu. Tuy nhiên việc lật lại là không làm mất đi nét đẹp vốn có của bộ cụm này. Trang chân trước được căng đét hơn khi người chủ tận dụng cái phục upside-down theo đến từ là XOR, cái tia màu vàng rất đẹp mắt. Tận dụng cái phần dàn chân để thiết kế phù hợp cho phần kiểu dáng bây giờ con heo dầu Hales 4bit đã xứng để tạo thành một cái khối liền đạt hài hòa nhất. Sử dụng cho mình cái số kẻ đôi, hai người anh em của người chủ đã tháo luôn cái phần cát chân sau để cho nó gọn gàng hơn. Tận dụng là cái phục sau là cái dòng Crash Boy bình dầu, quân đen ti vàng. Cái tâm màu này lại vô cùng rất hợp với cái phục Tesla phía trước. Trên cái phần gấp nhôm chính là con heo dầu Hales. Phiên bản này chỉ có 2 bit ở xứng nhỏ gọn so với cái dòng là 4 bit ở phần bánh trước. Waro 1/10 lạ hơn với cái tâm màu vàng áo và những trang bị cực kỳ đẹp. Cái con Waro hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái chiếc xe rất nhiều cái tâm quyết từ người chủ. Cái chiếc xe này trang bị những món đồ chơi cực kỳ chất, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Cái cụm thắng bản được thay mới bằng cái cụm của Rainbow Asset 19 Costar, hiệu sức thắng được nâng cấp. Cái bình dập Rainbow khối đi cùng cái nắp bình dầu CNC, cái bơm carbon để tạo điểm nhấn. Cái cụm đề Dono gọn gàng tạo cái không gian đủ gắn được cái cụm gạt Dono màu vàng nhằm cải thiện cái nước đề 3. Cái cụm con tiếp em tận dụng quản lý đường bị sao, trên đó còn có lá cờ ý nhỏ liên lạc với cụm thắng Asset bên kia. Cái cụm công tắc thì đến từ Dono có cái nút vaccine, quan trọng nhất là cái công tắc tắt mở đèn mà cụm sim không có. Người chủ lên luôn cái mâm của cái dòng là Raceboy 8 cây, đi cùng với đó là rất nhiều anh em Liquido rất là thích. Heo thắng là của Fando kết hợp đĩa Gaffer, đem lại hiệu năng thắng ổn định hơn con xe. Những cái ốc Titan xanh tím ngắt dầu làm cái điểm nhấn cho phần dàn chân trước. Cái lọc gió trong suốt thì đến từ của SimFast, không những trang trí thêm con xe mà còn giúp người chủ quan sát được cái lọc gió bên trong dễ dàng vệ sinh hơn. Có lẽ ở đây cũng đã hé lộ một chút về cái phục Holling con xe. Cái phục màu vàng ống ánh nó bật trên cả cái gam màu xanh, đi cùng nét đẹp thẩm mỹ còn có hiệu năng nhúng cực kỳ mãi. Hai thở chiếc xe là cái lòng bột 4 rốt cực kỳ được hành trên cái ghế tay ga hiện nay bởi âm thanh của nó rất là phấn khích. Có bộ Titan xử lý lên màu cực đẹp đi cùng với những cái ốc Titan xanh tím con xe. Giết người chủ còn trang bị thêm một cái miếng che các nước CNC, hạn chế là cá đất cát sỏi văng vào là móp các nước. Từng chi tiết nhỏ con xe, từng món đồ chơi đến màu sắc đều vô cùng liền lạc với mặt tổng thể. Cảm ơn các bạn đã dõi tiếp nhận được chi tiết, nhớ like và subscribe.